cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết bão Benbika dự báo sẽ tiến đến khu vực đảo Amami phía tây nam Nhật Bản trong tối 14 tháng 9, có thể gây gió mạnh, lở đất, lũ lụt và sóng cao. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết thêm, tỉnh Okinawa ở phía nam được dự báo sẽ có gió lớn và biển động. Đây là cơn bão thứ 13 trong mùa bão năm nay ở Nhật Bản. Tính đến 6 giờ ngày 14 tháng 9 theo giờ địa phương, bão Benbika ở cách đảo Minamidaito khoảng 90 km về phía đông, đang di chuyển theo hướng Tây-Tây-Bắc với vận tốc khoảng 30 km/h. Vùng tâm bão có sức gió lên tới 126 km/h, áp suất 985 hectopascal. Dự báo trong ngày 14 tháng 9, sức gió ở Amami là 162 km/h, ở Okinawa là 126 km/h. Khu vực Amami có thể có sóng cao tới 8 m, khu vực Kyushu ở phía tây nam có sóng cao 7 m, trong khi sóng ở Okinawa dự báo cao 6 m. Lượng mưa trong 24 giờ tính đến 6 giờ ngày 15 tháng 9 dự báo lên tới 150 mm ở khu vực phía nam Kyushu và Amami, 100 mm ở Okinawa. Sau khi đi qua Okinawa, Trung tâm Cảnh báo Bão Liên Hợp Quốc dự báo bão sẽ suy yếu đi một chút trước khi tới miền đông Trung Quốc, cách Thượng Hải khoảng 88 km về phía nam vào sáng 16 tháng 9. Bão Benbika sẽ là cơn bão số 13 trong năm nay ở Trung Quốc. Theo dự báo mới nhất từ Cục Khí tượng Chiết Giang, bão Benbika sẽ đi vào biển Hoa Đông trước Tết Trung Thu và sau đó tiếp cận bờ biển của tỉnh. Bão Benbika là một cơn bão mùa thu điển hình, có thể đặc biệt dữ dội như siêu bão Yagi gần đây. Bão Benbika dự kiến di chuyển về phía Tây Bắc với tốc độ khoảng 30-30 km/h và dần mạnh lên. Cường độ tối đa của bão có thể đạt đến mức cuồng phong dữ dội, tức là sức gió ít nhất 150 km/h. Dự kiến bão đổ bộ vào khu vực Chiết Giang trong khoảng thời gian từ đêm 15 đến sáng sớm ngày 16 tháng 9. Để ứng phó, Cơ quan Kiểm soát Lũ lụt, Bão và Hạn hán của tỉnh Chiết Giang đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp bão trên biển lúc 16 giờ ngày 12 tháng 9, theo kế hoạch khẩn cấp của tỉnh về kiểm soát lũ lụt, ứng phó bão và cứu trợ hạn hán. Ứng phó khẩn cấp bão trên biển được điều chỉnh lên cấp độ 4 vào trưa 13 tháng 9. Theo đó, tất cả nhân viên kiểm soát lũ lụt trên toàn tỉnh đã hủy bỏ kỳ nghỉ của mình và đang làm nhiệm vụ đầy đủ. Mới đây, chính quyền quân sự Myanmar kêu gọi quốc tế viện trợ nhằm ứng phó với tình trạng lũ lụt nghiêm trọng do bão Yagi. Đồng thời, lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar cũng cho biết các quan chức cần triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu trợ và khắc phục nhanh nhất có thể. Myanmar và một số nước Đông Nam Á đang đối mặt với mưa lũ và lở đất nghiêm trọng sau khi bão Yagi đổ bộ và trút lượng mưa lớn xuống khu vực từ cuối tuần trước. Chính quyền quân sự Myanmar cho biết, đến thời điểm hiện tại, 33 người đã thiệt mạng và hơn 235.000 người phải sơ tán do lũ lụt. Một số khu vực bị mất liên lạc, hàng chục người bị chôn vùi trong các trận lở đất ở các điểm khai thác vàng thuộc vùng Mandalay ở miền trung Myanmar. Truyền thông Myanmar cho biết, lũ lụt ở khu vực xung quanh thành phố Naypyitaw đã gây sạt lở, phá hủy các cột điện cao thế, đường xá, cầu đường và nhà cửa. Các trường học ở khu vực này đã phải đóng cửa. Nhiều người dân ở khu vực quanh Naypyitaw đã ẩn náu trên cây suốt đêm để thoát khỏi dòng nước lũ dữ dội bên dưới. Thảm họa thiên nhiên đang khiến tình trạng khủng hoảng nhân đạo ở Myanmar trở nên trầm trọng hơn. Khoảng 1/3 dân số nước này cần được viện trợ và hơn 2,7 triệu người đã bị mất nhà cửa sau khi cuộc đảo chính quân sự năm 2016 làm bùng phát xung đột tại quốc gia Đông Nam Á này. Bộ Y tế Cameroon ngày 13 tháng 9 đã bày tỏ lo ngại rằng những trận mưa xối xả kể từ cuối tháng 8 đến nay ở vùng viễn bắc nước này đang đặt ra những nguy cơ lớn về sức khỏe đối với người dân trong vùng. Thống kê của chính phủ Cameroon cho thấy mưa lũ đã khiến 17 người thiệt mạng và 60.777 hộ gia đình tại khu vực giáp biên giới với Cộng hòa Chad và Nigeria bị ảnh hưởng. Trong khi đó, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc OCHA ở Cameroon ghi nhận 20 người đã thiệt mạng và hơn 236.000 người bị ảnh hưởng kể từ cuối tháng 8 đến nay ở vùng cực bắc của nước này. Theo Bộ Y tế Cameroon, những mối đe dọa nguy hiểm lớn về sức khỏe đã đe dọa người dân khu vực này, bao gồm bệnh tả, sốt rét và các bệnh lây truyền qua nguồn nước. Tuy nhiên, may mắn cho đến nay vẫn chưa có dịch bệnh nào được báo cáo. Nếu dịch bệnh bùng phát, số người tử vong có thể sẽ tăng cao do gần 50% số cơ sở y tế tại khu vực này đang trong tình trạng quá tải. Cơ quan khí tượng Cameroon thông báo lượng mưa tại khu vực này đã vượt quá 125% so với lượng mưa tích lũy trung bình trong 3 tháng mùa mưa hàng năm. Tuần trước, Liên Hợp Quốc đã cảnh báo về tác động của mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng trong khu vực, đồng thời kêu gọi tất cả các quốc gia có liên quan hành động ngay lập tức
và đảm bảo đủ kinh phí để ứng phó khủng hoảng khí hậu. Mùa hè năm 2024 là mùa hè nóng nhất được ghi nhận trên hành tinh, với các kỷ lục về nhiệt độ liên tiếp bị phá vỡ trong hơn một năm qua. Trong khi các đợt nắng nóng, hạn hán hoặc lũ lụt chết người xảy ra do sự nóng lên toàn cầu không hề suy giảm. Các báo cáo mới nhất cho thấy lũ lụt đã khiến 341 người thiệt mạng và 1,5 triệu người bị ảnh hưởng ở Cộng hòa Chad, hơn 650.000 người phải di rời ở Niger. Ít nhất 30 người thiệt mạng và hơn 400.000 người phải sơ tán ở Nigeria, cũng như hơn 700.000 người ở Nam Sudan, một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới bị ảnh hưởng. Do nước lũ lên nhanh trước đó, có để có thể giảm thiểu rủi ro, nhiều hộ chăn nuôi lợn tại xã Phụng Công của huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên vào sáng ngày 13 tháng 9 đã phải gấp rút vận chuyển đàn lợn lên chỗ khô ráo để bán tháo hàng nghìn con với giá lỗ và thiệt hại đến tiền tỷ. Ghi nhận của phóng viên, đến sáng ngày 13 tháng 9, do ảnh hưởng của mưa lũ, mực nước tại các sông lên nhanh, người dân xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đang hối hả vận chuyển tài sản lên cao tránh lũ. Theo nhiều người dân, lúc chiều nước mới mấp mé đến đầu gối, nhưng đến tối nước đã lên nhanh, vượt cả mái nhà khiến họ không kịp trở tay. Để tránh thiệt hại, nhiều hộ chăn nuôi đang phải vội vã bán đàn lợn, dù chịu lỗ để giảm bớt thiệt hại. Hại cả cân nữa, nó hao lắm, không có người cho ăn, không ăn. Thế nên nước lên tận cổ này thì làm sao ăn được. Giá là ví dụ như mất hàng 10 giá, mất hơn triệu một con rồi, xong lại mất hàng yến một con nữa. Chết cũng mất một số nhưng mà chưa thống kê. Anh Trần Văn Hùng, một tài xế xe tải cho biết, từ sáng đến giờ anh đã chạy được 2 xe chở lợn. Mỗi chuyến vận chuyển được khoảng 60 con lợn cho người dân xã Phụng Công đưa đi tiêu thụ. Theo yêu cầu dân thì đưa đi để bán cho dân thôi, cho đỡ thất thoát thôi. Được biết, những hộ chăn nuôi tại đây thông thường chỉ bán đàn lợn khi mỗi con đạt trên 2 tạ. Tuy nhiên, trước tình trạng lợn bị ngâm nước nhiều giờ có nguy cơ tổn thất cao, nên dù hiện tại mỗi con lợn mới chỉ đạt trên 1 tạ, họ vẫn phải cắn răng bán tháo đàn cho các thương lái tại Hà Nội, Thái Bình, Hải Dương. Trọng lượng vừa không đạt, giá lại không cao. Ước tính con số thiệt hại do lũ của người chăn nuôi xã Phụng Công, huyện Văn Giang, Hưng Yên lên đến cả tỷ đồng. Ngoài vật nuôi thì xã Phụng Công cũng như Văn Quan, huyện Văn Giang còn có hàng trăm hecta hoa cây cảnh bị ngập lụt hư hỏng trong đợt lũ vừa qua. Hôm qua, Ban Chỉ huy quân sự huyện này đã điều động hơn 3.000 cán bộ chiến sĩ và dân quân tự vệ phối hợp với các lực lượng cứu nạn, cứu hộ địa phương xuống giúp dân di rời tài sản và vật nuôi tới nơi tránh trú. Hiện nước sông Hồng và sông Luộc tại Hưng Yên đã rút mạnh. Người dân Hưng Yên và các địa phương ven các con sông lớn khu vực đồng bằng sông Hồng đã bắt tay khôi phục sản xuất sau lũ. Thưa quý vị và các bạn, siêu bão Yagi càn quét đã gây thiệt hại rất lớn tại nhiều địa phương, ảnh hưởng trầm trọng đến sản xuất ngành nông nghiệp. Hiện các địa phương đang tích cực tiến hành nhiều giải pháp khôi phục sản xuất và phòng chống dịch bệnh sau bão lũ. Và đặc biệt là lũ lụt đã gây mưa lớn, gây lũ lụt nghiêm trọng khiến cho nhiều địa phương phải đối mặt với nguy cơ lây lan bệnh tật trên gia súc, gia cầm nhằm chủ động khắc phục sau bão lũ. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cũng đã triển khai kế hoạch tuyên truyền và hướng dẫn đến người dân các địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, trong đó thì với các trang trại chăn nuôi nhanh chóng khôi phục sản xuất, xử lý vệ sinh môi trường chuồng trại và tái đàn là yêu cầu cấp thiết. Trang trại này của gia đình anh Trường với tổng đàn 500 con lợn thịt và lợn giống, do nằm ngoài chân đê, giáp bờ sông Lô, lũ lên đã khiến toàn bộ trang trại bị ngập trong lũ suốt 3 ngày qua. 250 con lợn đã bị cuốn trôi theo lũ, số lợn còn lại được người dân ứng cứu, đưa lên triển đề như thế này. Vâng, thưa quý vị, không khó để bắt gặp trên triển đề những trại lợn mini như thế này. Nhưng đây là cách duy nhất để những hộ chăn nuôi vớt vát lại số vật nuôi khi mà nước lũ kéo về. Các hộ dân thì vẫn đang trong giai đoạn để khắc phục nhằm hạn chế tối đa những cái rủi ro. Cũng không khó để bắt gặp những lán trại tạm bợ được các hộ chăn nuôi dựng lên, kéo dài cả km dọc đê sông Lô. Đến thời điểm này, lũ rút dần nhưng người chăn nuôi vẫn chưa thể đưa số vật nuôi vào chuồng. Lượng bùn thải lớn vẫn đang được xử lý, nhưng việc khôi phục lại không thể một sớm một chiều. Nói chung là sau trận lũ lụt này là thiệt hại đối với gia đình nhà em, toàn thể khu vực bà con đây là rất là lớn. Về từ ấy em đây, nguyên nhà em đây là ví dụ như trang trại lợn em là nuôi tối đa được 500 con lợn bột với lại khoảng độ 50 nái, là về cơ bản thì nhờ bà con địa phương với lại người dân với lại chính quyền địa phương là hỗ trợ cũng là cứu được hơn nửa, còn đâu là nó cũng bị trôi một ít, nói chung là cũng là nhiều ạ.
Các kỹ sư của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia khuyến cáo cần nhanh chóng tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng ngay sau khi lũ rút nhằm tiêu diệt các mầm bệnh tồn tại trong môi trường, làm sạch các khu vực chăn nuôi, xử lý chất thải và ngăn chặn ô nhiễm môi trường được coi là biện pháp cấp bách giúp giảm thiểu sự lây lan của các dịch bệnh nguy hiểm. Khi mà cái nền chuồng mà đã khô cạn rồi, thì nếu như trong chuồng ẩm thì mình có thể dùng quạt thông gió để mình làm cho cái nền chuồng nhanh chóng là khô. Khi mà khô rồi thì mình sẽ dùng haniodin để mình pha, sau đó là mình phun lại một lần. Có thể sử dụng phun 2-3 lần sau ấy. Khi mà chuồng mà mình cảm thấy khô ráo, đủ tất cả các cái điều kiện rồi thì mình mới di chuyển đàn lợn về. Hiện nay thì chúng ta đã vượt qua cái đỉnh lũ. Ở đây chúng ta đang đứng ở khu vực ven sông Lô của huyện Phú Ninh. Chúng ta đã vượt qua đỉnh lũ. Mặc dù là hiện nay thì chúng ta đã an toàn được về người, nhưng mà vấn đề hiện nay thì toàn bộ cái đàn gia súc gia cầm ở đây bị ảnh hưởng rất nặng nề. Ngoài cái chuyện thiệt hại của gia súc gia cầm bị trôi, bị chết trong bão lũ, thì hiện nay là các cái đàn gia súc gia cầm chúng ta đã di rời lên chỗ khác. Và hiện nay đang trong giai đoạn là sẽ đưa đàn gia súc gia cầm quay trở lại chuồng nuôi. Thì cái điều quan trọng nhất là hiện nay chúng ta phải khẩn trương thực hiện các biện pháp tiêu độc khử trùng. Đây là điều kiện bắt buộc trước khi chúng ta đưa cái đàn gia súc gia cầm về. Nếu không ấy là chúng ta sẽ bị thiệt hại kép. Sau cái này chính là cái thời điểm mà sẽ phát bệnh, các cái dịch bệnh sau bão lũ. Cũng theo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, cần thực hiện nhanh chóng công tác giám sát nhằm phát hiện sớm, kịp thời xử lý trường hợp gia súc, gia cầm mắc bệnh, nghi mắc bệnh nguy hiểm như dịch tả lợn châu Phi, cúm gia cầm, lở mồm long móng, viêm da nổi cục ở châu bò. Lực lượng chức năng các quận, huyện cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn chủ vật nuôi, báo cáo cho chính quyền địa phương, trạm chăn nuôi và thú y để tiến hành điều tra, xử lý ổ dịch theo đúng quy định.